Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi chuyện gì ghẻ ba sóng ngầm với diễn biến của tập 5. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện tập 5 này, cho Đình Duy xin thông báo nho nhỏ tới quý vị khán thính giả là trong vào khoảng 3 đến 4 ngày tới thì vì gia đình có việc bận cho nên là Đình Duy sẽ tạm dừng lên sóng chuyện gì ghẻ ba sóng ngầm trong một vài hôm. Và thay vào đó chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi một bộ truyện rất là hay, cũng không dài lắm, đủ trong cái thời gian mà mà Đình Duy bận. Và sau khi Đình Duy hết bận thì lại sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến các tập tiếp theo của tác phẩm rất hay này. Rất mong quý vị khán thính giả thông cảm, ủng hộ Đình Duy và tiếp tục ủng hộ ban biên tập cũng như là Hồng Nhung trong các bộ truyện tiếp theo. Còn bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị khán thính giả nữa. Mời quý vị và các bạn cùng đến với năm, sóng ngầm qua giọng đọc Đỉnh Duy. Chiếc xe máy dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng to như biệt thự. Nam hỏi: Nhà cô đấy? To khiếp nhỉ. Diễm khẽ gật đầu, cô đáp: Đôi khi một mình cậu sống trong một ngôi nhà to như vậy nhưng lại chẳng thấy vui vẻ gì. Cậu vào nhà nhé, để tôi mời cậu cốc nước. Nam nói: Thôi, tôi không vào đâu, tôi không hợp với những nơi như thế này. Và lại gia đình cô chắc sẽ không thích khi nhìn thấy bộ dạng của tôi. đều đã đến nhà rồi thì tôi về đây. Diễm khẽ thoáng buồn, không ép Nam nữa. Khi Nam quay đi, Diễm mới sực nhớ ra một điều. Dù đã gặp nhau mấy lần, đã từng ở chung một phòng khách sạn với nhau, nhưng hình như cả hai đều chưa biết tên của nhau. Diễm gọi hỏi, Này, quan đã, tôi chưa biết tên của cậu. Tôi tên Diễm, còn cậu? Nam quay lại cười rồi lắc đầu. Chỉ có cô là không biết tên tôi thôi. Còn tôi từ cái đêm chúng ta ở chung là đã biết tên của cô rồi. Tôi tên Nam. Đúng là bộp chộp mà. Thôi, tôi đi nhé. Diễm đứng đó, lòng bồi hồi sao xuyến. Nam, cái tên cứ như đang nhảy múa trong đầu cô. Đứng nhìn Nam khuất dần sau con đường, Diễm bất chợt cuống lên. Tôi chết rồi, hỏi tên xong mà quên không hỏi số điện thoại. Vậy sau này mình phải tính làm sao đây? Mày ngu quá là ngu rồi Diễm ơi, trời ơi là trời. Cánh cổng được mở ra, là bác Thái quản gia Thấy Diễm đứng bên ngoài có những hành động lạ lùng Bác Thái hỏi Ơ kìa tiểu thư Tiểu thư về lúc nào mà không vào nhà Lại cứ đứng đó Nhìn qua một lượt bác Thái phát hiện Diễm bị thương ở chân Vội vã bác Thái lo lắng hỏi liên tục Chân tiểu thư bị sao thế này Có đau không Ui, Chết thật không kéo nhiễm trùng mất Bà nó ơi bà nó Bác Thái vừa suýt xoa vừa gọi vợ Diễm nói Kìa bác cháu không sao đâu Chỉ là ngã xe say sát nhẹ thôi mà cũng tài là số cháu đen ra đường gặp ngay cướp bác thái nghe đến cướp lại càng hốt hoảng Ê, cướp à trời đất ơi tiểu thư thật không sao chứ diễm nhìn thái độ của bác thái mà phì cười vợ chồng bác thái bao năm qua vẫn như vậy họ luôn lo lắng cho diễm một cách tận tình đôi khi còn là chu đáo một cách thái quá cũng bởi họ rất yêu quý diễm nhưng những người làm trong nhà còn dành tình cảm nhiều cho diễm như vậy tại sao người thân ruột thịt của cô lại vô cảm bác thái dắt xe vào nhà hai vợ chồng cuống quýt nào thuốc nào băng để khử trùng vết thương cho diễm ngồi với vợ bác thái diễm cười ấm áp cháu có phải trẻ con nữa đâu mà hai bác cứ lo quá thế mà bác bảo bác trai đừng gọi cháu là tiểu thư nữa có được không ra ngoài bạn bè cháu cũng cứ hay trêu cháu cháu ngại lắm cũng do hai bác ngày nhỏ đưa cháu đi học cứ tiểu thư này tiểu thư nọ vợ bác thái khẽ đáp <laughs> bác thì được chứ ông kia khó thay đổi lắm tính ông cháu cũng biết mà lúc nào cũng đặt quy tắc rồi làm đúng những gì đề ra cháu cứ kệ đi vậy thôi nhưng tình cảm lắm cháu thấy đấy cháu bị xây xước là ông ấy dối cả lên Và lại vợ chồng bác có ngày hôm nay ở đây là nhờ bà chủ mẹ của cháu bà chủ đã cứu sống vợ chồng bác rồi đưa về sống chung từ đó đến nay ông ấy ngày nào cũng nhắc đến chuyện này số trời không cho vợ chồng bác có con chăm sóc cháu từ lúc còn đỏ hòn đến bây giờ cháu cũng như con đẻ của bác chỉ tiếc là bà chủ đi hơi vội giọng của vợ bắc thái dịu xuống trầm uất đầy tiếc nuối vội lau đi những giọt nước mắt trực chảy xuống vợ bắc thái nhìn diễm cười hiền từ vậy nên tiểu thư nhớ phải sống cho thật tốt đấy có như vậy bà chùa dưới suối vàng mới mỉm cười được dạo gần đây tiểu thư đi sớm mà đến sáng hôm sau mới về tôi với ông ấy lo lắng lắm tiểu thư cũng đừng trách ông chủ công việc của ông chủ rất bận rộn có gì buồn phiền tiểu thư cứ nói diễm cảm động đáp đấy đến cả bác cũng gọi cháu là tiểu thư rồi cháu cũng coi hai bác như người thân của cháu vậy cháu được sinh ra là bác đã bế cháu mấy năm nay mẹ cháu mất ngôi nhà này cũng chỉ có hai người trông coi hương khói cháu cảm ơn mọi người bác yên tâm cháu sẽ chú ý đến bản thân mình hơn còn bố cháu cháu cũng không trách bố cháu nữa đâu cháu cũng biết bố cháu là người tốt chỉ có điều công việc của ông ấy quá bận rộn đôi khi cháu chỉ ước gia đình mình bình thường như bao gia đình khác thì sẽ hạnh phúc hơn à mà bác này ngày xưa bác cả bác thái như thế nào đấy vợ bác thái cười ngượng ngùng <cười> sao tự nhiên cháu lại hỏi như thế ngày trước bác với bác thái cưới nhau là do hai bên bố mẹ có hẹn ước đến tuổi cập kê là cưới luôn khi nghe tin cưới chồng thì khi ấy mặt mỗi bác thái ra sao bác còn chẳng biết thế mà cũng sống với nhau được mấy chục năm rồi chỉ tiếc chỉ tiếc bác không thể sinh cho ông ấy một đứa con vì chuyện này mà gia đình bác thái không nhìn mặt bác bởi bác thái là con trai duy nhất nghĩ lại hai bác cũng trải qua nhiều đắng cay khổ cực cho đến khi ông trời cho gặp mẹ cháu bà chủ khi ấy như bồ tát sống ra tay cứu hai vợ chồng bác lúc đó bà chủ cũng bằng tầm tuổi này của cháu nhìn cháu giống mẹ như hai giọt nước cái diễm mạng à? diễm hỏi tiếp mà hình như bác hơn tuổi bác thái phải không ạ à? vợ bác thái trả lời đúng rồi bác hơn bác trai tận năm tuổi mà thế vẫn là bình thường ngày xưa các cụ còn cưới vợ cho con trai cách nhau mười mấy tuổi luôn ấy chứ vợ về mà con biết cả chồng trên tay dắt chồng đi chơi tắm rửa cho chồng luôn ấy chứ diễm bật cười nghe vợ bác thái kể chuyện cô thấy vui lắm cô tự nói một mình phải rồi tuổi tác đâu thành vấn đề hơn nữa nhìn cậu ta còn cứng cáp chững chạc hơn mình cơ mà không có số điện thoại trời ơi vợ bác thái vội hỏi vết thương lại đau à cháu diễm đỏ mặt xuôi tay dạ không không đau ạ à. thôi cháu lên phòng đây <laughs> diễm vội vã bỏ lên phòng bác thái đi lại hỏi vợ Tiểu thư hôm nay hình như vui vẻ hơn mọi ngày, lạ nhỉ? Ra đường uy cướp đến sức cả tay chân mà cứ cười cười một mình, từ lúc ngoài cổng đến giờ, hay ngã đập đầu vào đâu rồi? Chết thật! Vợ bác Thái đáp, ông toàn đoán linh tinh, chúng ta cứ coi cô ấy như trẻ con, nhưng lại quên mất tiểu thư đã lớn và trưởng thành rồi. Nhìn tiểu thư, tôi nhớ bà chủ quá ông ạ. Ánh mắt của bác Thái cũng ánh lên một nỗi buồn, đúng vậy, nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ diễm sống sung sướng, nhưng đâu có ai biết Cô gái này từ lâu chỉ mong muốn một thứ, đó là tình cảm gia đình, thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý đã nguội lạnh kể từ khi mẹ cô qua đời. Về phần Nam, sau khi đưa Diễm về nhà, Nam cũng ra đường lớn bắt taxi, quay lại khu vực quán phở bò để lấy xe. Nam vẫn chưa quen lắm trong việc điều khiển. Sau cái chết của Vinh Sát cùng đồng bọn, Đen có thông báo Thành Hưng đang giáo giết săn lùng thủ phạm, nhưng chúng không nghĩ có kẻ làm chuyện này một mình. Mọi nghi vấn Thành Hưng đều cho rằng phía Thiên Nam nhúng tay vào. Chưa có bằng chứng, nhưng hai bên đã bắt đầu gầm ghè nhau. Vừa phóng xe tốc độ cao trên con đường quanh núi vắng vẻ, Nam vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Thực ra thì mọi thứ đều đã được Nam vẽ trong đầu, chỉ có điều vinh sắt mới chết, không nên hấp tấp đánh động kẻ thù. Dừng xe lại để uống chút nước, điện thoại Nam đổ chuông. Là đen. Alo, chúng mày đang ở đâu đấy? Nam đáp, tôi đang chạy xe, có thông tin gì mới à? Đen cười, có đấy, theo một nguồn tin mật thì ba ngày nữa huy châu sẽ hành động nam tu chai nước gần cạn thở mạnh một hơi dài nam nói chưa mai đến ngôi nhà đó tôi sẽ nói chuyện với anh người của anh thế nào rồi đen cười ma mãnh <cười> luôn trong tư thế sẵn sàng chém giết khi có lệnh sáng hôm sau như đã hẹn đen có mặt tại ngôi nhà bí mật lúc đen đến nam vẫn đang tập luyện mồ hôi nhễ nhại mới có vài ngày nhưng những dụng cụ luyện tập cái thì hỏng cái thì sờn gãy Đen chép miệng nhân mặt. Chú mày định phá tan chỗ này đấy hả? Bụp, bụp. Nam vẫn chăm chú đấm vào bao tập. Đen đứng đó nhìn mà khẽ nhíu mày. Đen khẽ cười suy nghĩ. Bà Năm, trong khoảng thời gian đấy nó đã tiến bộ đến không ngờ. Nhìn nó bây giờ như một con mãnh thú hoang dã, đáng sợ thật. Cơ mà cũng phải nhắc đến bốn người đàn ông kia. Khác hẳn với những gì mình và ông ấy biết. Họ đã làm gì với thằng nhóc thế này? Những kẻ nguy hiểm. Tôi xong rồi, anh ngồi đi, đợi tôi một lát. Rửa mặt rồi mặc áo vào, Nam hỏi. Vậy thông tin mà anh đem đến là gì? Đen hỏi lại. Tài liệu về Huy Châu chúng mày đã xem qua rồi chứ? Đã thuộc lòng rồi, Nam đáp. Theo những gì tôi được biết, thì trong số bốn tên thân cận nhất của Thành Hưng, Huy Châu là kẻ có máu liều cũng như tàn bạo nhất. Con người này bản tính nóng nảy, thiếu suy nghĩ, nhưng bù lại hắn có cái gan của một kẻ điên không phải ai cũng có. Một máy chém sống của Thành Hưng kể từ khi công ty tín dụng đen được thành lập. Nói cách khác, uy danh cũng như tiếng tăm của thành hưng bây giờ chính là nhờ vào độ liều lĩnh của huy châu chẳng thế mà tuy suy nghĩ là hơi cạn nhưng huy châu vẫn nắm quyền ở khu vực này đen khẽ cười không sai chúng mày làm anh thấy hồi hộp rồi đấy dựa trên thông tin giấy tờ mà chúng mày phân tích bản tính của huy châu gần như là chính xác đến 90%. mươi ngày trước chúng mày có nói đã từng là học sinh xuất sắc nhất của trường anh không tin nhưng qua chuyện này thì quả nhiên bộ óc của chúng mày đáng giá hơn cả vàng khối vì tính cách đó mà chúng mày lựa chọn huy châu là mục tiêu tiếp theo Nam lạnh lùng nói, đúng vậy. Nhưng để tiếp cận được Huy Châu, tôi cần sự giúp đỡ từ phía người của anh. Ngày mai Huy Châu sẽ đi đến đâu? Đen lấy ra một vài bức ảnh, kèm theo đó là một tấm bản đồ nhỏ khu vực trung tâm thành phố. Đen chỉ vào một điểm rồi trả lời. Quán karaoke Nam Thiên Môn của Thiên Nam. Đây là một tụ điểm ăn chơi thuộc quyền quản lý của phía Thiên Nam. Nơi này tất nhiên đầy đủ các dịch vụ, từ giải trí gái mại dâm cho đến bày đắc. Nếu như Thành Hưng chuyên về cho vay nặng lãi thì Thiên Nam lại là băng đảng cung cấp các dịch vụ gái gọi, phòng hát, tin từ trong thành hưng cho biết tối mai nam thiên môn sẽ bị huy châu trực tiếp đến đập phá với ai không dám chắc nhưng với kẻ điên như huy châu hắn nói là làm sau cái chết của vinh sắt đám người của thành hưng đang sôi máu một chi nhánh bị phóng hỏa bên trong có tám người chết đáng nói là vào đúng ngày quyết toán sổ sách tiền bạc đó như một cái tát mạnh vào mặt thành hưng tổn thất từ chi nhánh của vinh sắt không hề nhỏ chúng mày đã đi một nước cờ rất cao tay khi cố ý để bọn chúng sâu xé lẫn nhau hiện tại tay hưng không có mặt ở đây mọi chuyện huy châu được quyền quyết định và như chú mày nói, tinh khí của hắn đã bị bắt đầu cuốn vào cuộc chiến không đúng kẻ thù. Nam nhìn kỹ tấm bản đồ cùng những bức ảnh chụp ở trong ngoài Nam Thiên Môn. Một quán karaoke với nhiều dịch vụ trái hình đồ sộ cùng cái tên quán quá ấn tượng. Đen hỏi, vậy kế hoạch của chú mày phải chăng chính là nhìn hai con hổ đánh nhau? Khi con nào chết, sẽ lao vào giết nốt con còn lại. Nam lắc đầu, không đúng. Đúng là ban đầu tôi nói với anh là như thế, nhưng bây giờ kế hoạch có chút thay đổi rồi chúng ta sẽ không ngồi xem mà sẽ chủ động ra tay trước tất nhiên mục tiêu vẫn chỉ là huy châu có điều tôi cần anh xác định rõ từng bước đi của huy châu nhìn bản đồ nam phân tích xung quanh nam thiên môn thì chỉ có duy nhất một lối vào và một lối ra huy châu muốn đến đây ắt hẳn sẽ đi qua con đường này không ngoại trừ khả năng hắn sẽ cho đàn em trà trộn vào nam thiên môn trước khi có lệnh nội ứng ngoại hợp huy châu sẽ khiến cho nam thiên môn không kịp trở tay tôi cần anh bố trí người ở điểm này điểm này và điểm này đen nhìn nam đầy nghi vấn sao lại bố trí cách nhau trong từng con hẻm nhỏ như vậy nam tiếp tục anh và người của anh khi thấy huy châu xuất hiện sẽ tập kích hắn vì đây là khu vực của nam thiên môn nên huy châu sẽ nghĩ rằng người của thiên nam đánh úp tiếp đó nam thì thầm vào tay đen những câu tiếp theo đen nghe đến đâu thì mắt sáng đến đấy đen gật đầu nói <laughs> tuyệt vời nhưng không giết nó liệu có ổn không đấy nam nhếch mép vậy anh nghĩ giết hắn rồi thì một cái xác có làm việc được không đôi khi không phải cứ giết người là xong chuyện đâu theo những gì tôi biết thì huy châu không phải dạng dễ xơi có lẽ đen vỗ vai nam rồi cười ý chú mày là anh phải đích thân ra tay phải không nhưng mà này nếu lỡ tay anh có giết chết hắn thì cũng đừng có trách nha. nam im lặng một lúc sau nam nói cứ theo kế hoạch mà làm chuyện còn lại tôi sẽ lo nốt bây giờ anh về bố trí người đi nhớ dặn mọi người làm đúng theo lệnh đen đáp giờ anh tự hỏi nếu chú mày mà là người chống lại bọn anh thì anh có nên giết chú mày luôn không nhỉ nam cười nếu như anh có thể bật bật doạt rào rào cái bao cát tập đấm trong nhà bỗng dưng bục trì rồi rách xè cả vải cát từ trong chảy hết ra bên ngoài sàn nhà đen nhìn bao cát mà sững người nuốt nước bọt chỉ mới qua vài ngày mà nam đã đấm thùng cả bao cát đen giật giật hai thái dương đổ quái vật tại trụ sở của huy châu lúc này hắn cũng đang tụ người cho tối ngày mai trong phòng kín có hơn 20 tay giang hồ xăm trổ kín người mặt mũi tên nào tên đó vô cùng bậm trợn huy châu nói với đám đàn em như đã nói tối mai chúng ta sẽ quậy nát nam thiên môn mười thằng chúng mày sẽ đến đó chơi trước chơi như thế nào thì chúng mày cũng biết rồi chơi chán xong lấy cớ đập nhân viên đập quán khi đó ta sẽ dẫn thêm người đến phải cho bọn thiên nam biết chúng nó đang dây vào ai đám đàn em của huy châu cười khả ố chúng đều là bọn tàn nhẫn liều lĩnh nghe thấy đánh nhau bọn chúng ai cũng thích thú vui mừng nhưng huy châu cũng không biết rằng sau vinh sắt thì hắn chính là mục tiêu tiếp theo của nam đáng sợ hơn. Kế hoạch của hắn từng trưng bí mật, nhưng đã bị Nam đi trước đón đầu. Về phần đen, sau khi rời khỏi ngôi nhà bí mật, đen rất thích thú với kế hoạch của Nam. Từ trước tới nay, Nam chưa từng làm cho đen thất vọng. Cứ mỗi ngày trôi qua, đen lại cảm nhận thấy Nam càng lúc càng trở nên nguy hiểm. Mọi thứ ngày trước đen dạy cho Nam, sau khoảng thời gian 3 năm thì nay đã được Nam đưa lên một tầm cao mới. Từ kế hoạch cho đến cách phân tích, đọc tình huống rồi bố trí lực lượng thằng nhóc có một bộ óc thiên tài lão già ấy đã nhìn được khả năng của nó từ khi nó chỉ là một đứa trẻ danh tất cả mọi thứ lão đang làm khiến cho mình cảm thấy lạnh người sẽ ra sao nếu một ngày lão trả mặt nó đến giờ mục đích của lão là gì vẫn không ai biết nhưng sau mình thì lão ta đang tạo ra một con quái vật đúng nghĩa của nó lão già khốn kiếp mọi thứ cứ như đang bị lão điều khiển theo ý thích chó chết thật đen trầm ngâm suy nghĩ tại quán phở bò quen thuộc quen từ khi nam ăn ở đây nam bước vào vợ chồng chủ quán tươi cười chào nam rồi hỏi vẫn như mọi khi ở thanh niên nam gật đầu đáp dạ đúng rồi cho cháu bắt phở à mà hôm nay làm thêm cho cháu một bát nạm bò trần với hành tây nữa nhé ông chủ quán đưa tay làm dấu ok một lát rau tô phở nóng hổi cùng với bát nạm bò trần thơm phức đặc trưng được bê ra trước mặt nam mấy ngày này sáng nào nam cũng ghé đây ăn sau vụ bất cướp hôm trước thành ra nam lại được vợ chồng ông bà chủ quán quý mến đang đói, nhìn thấy đồ ăn là Nam ăn ngấu nghiến. Có lẽ chính vì vậy mà Nam không ngờ được rằng bên trong góc trong của quán nơi bàn cuối cùng có một người đang đội mũ lưỡi chai chụp xuống gần kín nửa khuôn mặt. Ánh mắt của kẻ đó đang theo dõi kể từ khi Nam bước vào quán. Ăn xong, Nam đứng dậy thanh toán tiền thì người đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai kia cũng vội đặt tiền lên bàn rồi bám theo Nam. Bộ dạng lấm la lấm lét cùng những cử chỉ lúng túng khi bám theo của hắn đã bị Nam phát hiện. Nam biết con người đang đi theo mình, thản nhiên như không có gì xảy ra nam dụ cái đuôi đến một khu vắng người qua lại phía sau con ngõ của những ngôi nhà san sát nam biến mất tên bám đuôi đứng ngay ở chỗ giao nhau giữa những con hẻm mà quay đi quay lại nhìn chẳng thấy nam đâu cả hắn nói đâu đâu mất rồi vừa dứt lời thì cái mũ của hắn bị lột ra mái tóc dài buông xõa xuống tỏa một mùi thơm quen thuộc và dễ chịu nam hỏi cô đi theo tôi làm gì cô gái giật mình khẽ quay người lại cô ta lúng túng Ờ, tôi đi theo cậu bao giờ tháo khẩu trang ra thì đó chính là diễm nam mỉm cười à vậy à thế tôi nhầm mũ của cô đây ăn mặc thì như đàn ông Xong còn ra vẻ bí hiểm lần trước bị cướp chưa sợ à nam định quay đi thì diễm gọi ợ à, này đứng lại đã nam ngơ ngác hỏi cô gọi tôi hả rời khỏi đây đi khu vực này an ninh không tốt đâu nếu không phải tôi thì cô đã bị đánh ngất sau đó xảy ra chuyện gì thì không ai biết được đâu đừng có lang thang như vậy nữa diễm nắm chặt đôi bàn tay lại cô thét lớn cậu cho tôi số điện thoại đi nói xong câu ấy mà mặt diễm đỏ bừng bừng cô vừa nói ra cái điều mà từ trước tới nay chưa bao giờ cô nghĩ đến bám theo một tên đàn ông rồi xin số điện thoại diễm nghĩ nhục quá diễm ơi mày làm sao thế hả chắc cậu ta cười cho thối mũi giá mà giờ có cái lỗ mình sẽ chui ngay xuống đó nam cũng khá bất ngờ quay lại gần nam nói chỉ thế thôi hả thế mà cô theo dõi tôi cả quãng đường mà này cô lấy số điện thoại của tôi làm gì diễm ấp úng ờ không chỉ là lần trước được cậu giúp tôi, tôi tôi muốn xin số để có dịp sẽ cảm ơn cậu. Thế thôi, không, không làm gì cả. Nam thở dài. À, nếu thế thì không cần đâu. Tôi giúp cô cũng chỉ là tình cờ thôi. Và lại nếu không phải là cô mà là người khác thì tôi cũng vẫn sẽ giúp. Chỉ cần cô cẩn thận hơn một chút là được. Diễm thoáng buồn, cô hơi thất vọng vì mọi cố gắng của mình đã không đạt kết quả. Nhưng Diễm vẫn nói. Vậy, vậy, vậy hai ngày nữa cậu đến dự sinh nhật của tôi được không? Coi như đây là một lời cảm ơn của tôi. Hơn nữa những người trong nhà tôi khi nghe tôi kể chuyện cũng đều muốn gửi lời cảm ơn đến cậu. Hy vọng cậu, cậu sẽ đến. Hai ngày nữa, Nam suy nghĩ một lát rồi đáp. Được thôi, tôi sẽ đến. Mà cô tổ chức sinh nhật ở đâu vậy? Diễm không giấu nổi sự mừng rỡ, lập tức Diễm rút từ túi quần sau ra một tấm thiệp màu trắng. Diễm đưa cho Nam rồi tươi cười. Ờ, đây nhá, chỗ này. Một nhà hàng ven biển khu vực ngoại thành. Tiệc sẽ diễn ra vào lúc 6 rưỡi tối. Hy vọng cậu sẽ có mặt. <laughs> Hứa rồi đó nha, nhất định phải đến đó, tôi đi đây, chào cậu. Diễm ngại ngùng bỏ chạy khỏi con hẻm vắng, Nam mở tấm thiệp ra xem, ven biển ngoại thành, xem địa chỉ thì nơi diễn ra bữa tiệc cũng chính là khu vực gần nhà của Nam. Bờ biển đó cũng chính là nơi diễn ra vụ nổ trong cuộc thanh trừ mà bố Nam đã bỏ mạng. Mọi thứ như một sự trùng hợp, bởi Nam cũng đang tính sau khi đồng độ với Huy Châu xong, Nam sẽ quay về thăm lại nhà cửa, thắp hương cho ông bà cũng như mẹ mình Ngày còn đi học, mỗi khi nhớ bố, Nam lại đạp xe ra bãi biển. Qua nhiều năm, mọi thứ dần đi vào quên lãng, nhưng những ký ức của Nam trong cái đêm định mệnh ấy hãy còn in sâu từng chút một. Nam tự nhủ, thôi cũng được, đằng nào mình cũng muốn đến đó một lần. Cất tấm thiệp đi, cũng vừa đúng lúc điện thoại của Nam reo lên, là đen. Nam hỏi, có chuyện gì vậy? Đen đáp, kế hoạch cần thay đổi, bởi tối nay Huy Châu sẽ hành động, có vẻ như hắn muốn tung tin đánh lạc hướng đối phương, mọi chuyện tính sao? nam trả lời và chúng ta cũng sẽ thay đổi theo hắn thông tin của anh chính xác chứ đen cười gằn <laughs> chưa bao giờ sai nam tiếp vậy thì cứ tiến hành mọi chuyện như dự tính ban đầu nhưng nhớ phải để cho hắn sống đừng giết người để gây chú ý mục đích của chúng ta tôi đã nói rõ ràng nếu như người của anh ra tay quá đà thì chính tôi sẽ là đối thủ của họ đã xác định được thời gian rồi chứ đen nói tầm nửa đêm chúng mày đoán không sai kế hoạch của huy châu chính là đưa người đến đó trước rồi kiếm chuyện gây sự sau đó huy châu sẽ dẫn đàn em đến đập phá 23 giờ 30 phút chúng sẽ hành động. Theo như lệnh của chú mày, người của ta đã được bố trí ở những điểm chú mày yêu cầu. Chú mày nghĩ sẽ thành công chứ? Nếu như chú mày sai sót thì anh không biết có giữ lời được không đâu. Vì đây cũng là một cơ hội tốt để chặt một cánh tay của Thành Hưng. Mất đi Huy Châu, Thành Hưng sẽ yếu dần, như vậy cũng tốt. Nam tắt máy. Vậy là vào nửa đêm ngày hôm nay, cuộc đụng độ sẽ diễn ra. Mỗi người ai cũng đều có tan tính của riêng mình. Qua đêm nay, tất cả mọi chuyện sẽ ngã ngũ kẻ săn mồi hay con mồi vẫn chưa thể xác định nhưng cạm bẫy đã được răng ra chắc chắn sẽ có kẻ vướng vào 23 giờ nam thiên môn sáng rực ánh đèn người ra kẻ vào tấp nập trong những con hẻm phía sau nam thiên môn thì trái ngược hoàn toàn khu vực này dân cư khá thưa vào buổi tối nó chỉ tấp nập vào ban ngày khi các cửa hiệu cửa tiệm buôn bán mở cửa lúc này đây trong cái bóng tối lạnh lẽo đó chẳng ai biết đang có điều gì chờ đợi ngoài đường lớn tại khúc cua hướng tới nam thiên môn một chiếc ô tô đen đang lao tới tuy nhiên chiếc xe bất chợt đảo bánh rồi dừng lại xe tấp vào lề một chiếc xe khác đi cùng cũng dừng lại theo khi hai xe dừng đỗ cũng là lúc ngay lập tức có hai chiếc ô tô nổ máy lao đến hai chiếc xe mới xuất hiện áp sát vào hai bên chiếc xe dừng phía sau khiến cho xe này không thể nào mở cửa được đám người ngồi bên trong biết sắp có biến nhưng không thể thoát bởi xe đã bị kẹp cứng ở giữa từ trên hai xe mới áp sát, gần chục người bịt mặt với tuyếp sắt gậy bóng chày mở cửa xe bên này đi xuống. Một tên nói với tên bịt mặt bên cạnh. Tóm được hắn rồi đại ca. Đèn đáp. Rồi hắn về phía con hẻm phía sau nam thiên một. Người trong chiếc xe bị nổ lốp cũng đã bước ra từ khi hai xe này xuất hiện. Đó chính là Huy Châu cùng bốn tên đàn em. Huy Châu đang trên đường dẫn người đến Nam Thiên Môn thì bị tập kích. Xe sau sở năm tên đàn em của hắn giờ đã bị hai chiếc ô tô bó cứng. Nhưng bản lĩnh của Huy Châu cũng không phải dạng vừa đối mặt với số lượng người nhiều hơn mình, hắn vẫn trợn mắt hỏi. Chúng mày lại. đám đàn em của đen cũng toàn thư dữ, chúng không trả lời huy châu mà lao thẳng vào đội của huy châu đánh chém. một mình huy châu chống lại ba người. đám đàn em trong chiếc ô tô bị nhốt cũng đang tìm mọi cách đập cờ kính để thoát ra ngoài. tuy nhiên số lượng người ít hơn, cũng như nằm ở thế bị động, nên trước khi chúng thoát được ra ngoài, thì huy châu đã phải bỏ chạy. bởi lúc này chỉ còn một mình huy châu là đứng vững. đen cùng ba người nữa giả bộ truy sát huy châu với sự tinh quái của mình huy châu biết bây giờ phải chạy vào khu vực ngõ ngách phía sau nam thiên môn mới có thể thoát thân nhưng huy không ngờ rằng nơi đây cũng chính là thiên la địa võng những đường có thể thoát đều đã bị chặn lại đen của người của mình dồn huy châu đến một con ngõ cột bốp đen lao đến tung cu đá song phi nhắm vào đầu của huy nhưng hắn giơ tay đỡ được mặc dù tránh được đòn hiểm nhưng huy vẫn bị ngã do ban nãy cũng đã bị trúng đòn trong con hẻm tối om nơi phía cuối bức tường huy châu đang sợ hãi lùi dần vào trong thì lúc này lóe lên một ánh lửa tách ánh sáng duy nhất thời điểm hiện tại huy châu cũng biết mình vừa đụng trúng một kẻ đã ở đây từ trước không ai khác kẻ đó chính là nam 23 giờ ba đúng như kế hoạch nam xuất hiện trong bộ dạng không ai ngờ tới ai đây trời ơi trời đất ơi chuyện chuyện gì thế trong vai một thằng nghiện đang chuẩn bị hút heroin cuống cuồng hỏi khi mà bất chợt xuất hiện nhiều người như vậy một kịch bản đã được dàn dựng từ trước lúc này huy châu chính là khán giả duy nhất của bộ phim nam vừa lộ diện lập tức đen cũng bắt đầu ê dành con cút khỏi đây ngay trước khi tao đổi ý nam nhìn huy châu bằng ánh mắt dại dại của kẻ đang phê thuốc huy châu đang phát mồ hôi hột tất nhiên bây giờ viễn cảnh duy nhất của huy châu chính là cái chết hoặc ít nhất cũng tàn phế bởi phía sau lưng huy châu chỉ có một bức tường và một thằng nghiện Nam cười cười, miệng méo sang một bên. <laughs> chúng mày chán sống rồi à? Biết, biết tao là ai không? Bên dưới chân của Nam là mấy cái kim tiêm vẫn còn dính máu. Ai nhìn cũng nghĩ thằng nghiện này vừa chơi một lúc mấy bi. Đen quát. Mày, thằng nghiện chán sống. Mày đang trêu chung không à? Giết luôn cả nó. Theo định đám đàn em của đen lao ngay về phía Nam. Giả tình giả mê, Nam lảo đảo những bước chân một cách đầy tự nhiên. Không tên nào đánh trúng được Nam. Bốp bốp. Nam giả điên đánh trúng một tên. Cả Nam và hắn đều ngã ra đất nhưng tên đàn em của đen ăn lực mạnh hơn đập đầu vào tường ngất xỉu nam cũng lồm cồm bò dậy nam cười cười hơ <laughs> định giết tao à ngon lao hết vào đây huy châu đứng nét vào trong tường hắn nhìn nam vẫn không hiểu nam là loại người như thế nào nhưng rồi càng nhìn hắn lại càng thấy nam đánh lại càng hay hai tên ba tên rồi đến tên thứ tư đàn em của đen cứ lần lượt ăn đòn không gượng dậy nổi lúc này chỉ còn đen đen lao vào nam ra đòn nam cố tình không đỡ trúng một đá Nam văng mạnh vào tường, vẻ mặt đầy đau đớn. Nam khẽ rên. Mẹ kiếp, thằng này đánh đau quá. <laughs> Chưa hết đen tiếp tục tung đòn đấm thứ hai, Nam vẫn không tránh. Bập, cú đấm của đen bị Huy Châu đỡ lại. Đen lập tức thu người thủ thế, Huy Châu cũng vậy. Bây giờ chỉ còn một đống một, Huy Châu cũng nghĩ mình có thể đống lại đen. Hai bên gồm nhau thăm dò, Nam viện vào tường đứng dậy ôm bụng nói. Cảm, cảm ơn. Nam cũng thủ thế với Huy Châu, cả hai đồng loạt lao về phía đen ra đòn tới tấp, Tất nhiên là theo đúng kịch bản Thì đen sẽ không chống lại được Bị trúng đòn của nam Đen lùi lại phía sau mấy bước Đen nghĩ trong đầu Thằng oát con nó đánh thật Mẹ nó đau không chịu nổi Phần ngực bị nam đấm trúng đang co giật đau điếng Từ phía xa xa có tiếng chạy xen lẫn tiếng gọi Đại ca anh đang ở đâu Giọng của đám đàn em Huy Châu Đám này có lẽ đã thoát ra được khỏi xe ô tô Bị kẹp ban nãy Giờ chúng đang chạy đi tìm đại ca mình là Huy Châu Huy hét lớn Ở đây Nam nhìn đen với ánh mắt ra hiệu. Tất nhiên là đen hiểu ý. Đen nói với đám đàn em. Rút, rút thôi, bọn chúng đến rồi. Nhanh như điện, đen cùng đám đàn em lần mất vào trong bóng tối. Huy Châu cũng không dám đuổi theo, bởi nhỡ đâu sẽ trúng kế của địch. Đám đàn em của Huy Châu chạy tới, nhìn đại ca hùng hồ. Đại ca, anh không sao chứ? Xin xin lỗi anh, bọn em phá mãi mới được cờ kính để ra ngoài. Bọn chúng là ai vậy ạ? À? Huy Châu nhìn tay của đàn em, tên nào tên ấy đều chảy máu bởi mảnh kính cửa xe cứa vào. Bản thân Huy Châu cũng không biết đám người vừa tập kích mình là ai. Huy nói, tạm thời rút khỏi khu vực này đã. Đám người ở Nam Thiên Môn sao rồi? Đàn em Huy Châu đáp, em thử gọi rồi, nhưng không thấy thằng nào bắt máy. Em sợ cả bọn chúng cũng bị úp giọt hết lượt. Huy Châu cũng có suy nghĩ như vậy. Bởi rõ ràng vụ việc đêm nay không hề đơn giản. Mọi kế hoạch của Huy đều phá sản. Huy Châu ra hiệu, đi thôi, quay về rồi tính. Quay lại góc tường, Huy Châu thấy Nam vẫn đang ngồi đó, tiếc rẻ chỗ hàng chưa kịp chơi. Huy hỏi, này thanh niên, đi cùng anh luôn chứ. Bà nãy chú em đánh bọn đó chúng không bỏ qua đâu. Đi nào. Nam liêu siêu đứng dậy, loạn trọn. Nam bám vào người Huy Châu, khiến đám đàn em của Huy Châu định lao tới. Nhưng Huy Châu ra dấu. Không sao, cậu ta chính là người vừa cứu tao. Chắc đang phê thuốc, đỡ cậu ấy đi cùng. Gọi thêm người đến đây để đề phòng. Trong bóng tối, Nam khẽ mỉm cười. Đây mới chính là mục đích tiếp cận Huy Châu của Nam. Không phải chém giết thanh trừng, mà là vì một mục tiêu lớn hơn. Xâm nhập vào nội bộ của Thành Hưng, tại sao nam lại chọn huy châu bởi vì tay giang hồ này tàn bạo độc ác nhưng hắn có tính trương phi cho hắn một cái ơn thì hắn sẽ báo đáp điều này cũng giải thích tại sao thành hưng lại yêu ái hắn đến như vậy vì thành hưng là con sói già con sói đó cũng hiểu phải làm sao để giữ huy châu nam được ngồi cùng xe với huy châu đen cùng đám đàn em cũng đã rút lui trong êm thấm ra khỏi khu vực cổ thiên nam đàn em huy châu nói đại ca sao không thả thằng Nghiệt này ở đây luôn đi đem nó theo có sao không ạ à? huy châu chửi cầm bộm lái xe đi không có đó thì lúc chúng mày đến chỉ còn xác tao để nhặt thôi hơn nữa nó tuy nghiện ngập nhưng nó không phải dạng bình thường có thể dùng được nam ngồi ngật ngưỡng nhưng vẫn nghe rõ từng lời nói trong cuộc đối thoại bước thứ nhất đã thành công tạm thời nam đã chiếm được lòng tin của tay giang hồ có máu mặt ở thành hưng chỉ cần vào được thành hưng tất nhiên việc tiếp cận thành hưng sẽ dễ dàng hơn chiếc xe lao vút trong màn đêm rồi mất dạng tại một chỗ khác đen đang cởi trần xem lại vết thương doan trọn cô đấm của nam chỗ bị đấm đang sưng lên rồi tím lại, càng lúc càng đau, cảm giác như cú đấm ấy thấm đến tận xương lồng ngực. Đen thở hắt ra. Đào đây thằng nhóc, rõ ràng nó có ý muốn dằn mặt mình. Mà phải nói cú đấm đó mình cũng không thể né được. Thằng nhõi con. Chắc câu hỏi sáng nay khiến nó muốn khẳng định rằng muốn giết nó không phải chuyện đơn giản. Chuông điện thoại reo lên. Alo, tôi nghe đây. Giọng đàn ông vang lên. Sao rồi? Mọi chuyện thế nào? Đen đáp mọi thứ đều đi đúng như những gì thằng nhóc vạch ra trong điện thoại là tiếng cười sảng khoái <cười> thằng nhóc này khá thật đèn thắc mắc nhưng hình như nó đang không đi đúng hướng với điều mà ông muốn ông không thấy có vấn đề gì hả người đàn ông kia đáp một kẻ chỉ biết máy móc làm theo lệnh mà không dùng đầu suy nghĩ thì chỉ là con tốt không hơn không kém đây là bài kiểm tra của nó hãy cứ để nó tự ý làm những gì nó muốn chúng ta chỉ quan trọng kết quả cuối cùng mà nghe tiếng thở hình như cậu đang bị thương đen trả lời do thằng nhóc đó gây ra nhưng không sao có gì tôi sẽ thông báo người đàn ông nói được hãy cứ âm thầm hỗ trợ cho nó bởi sau này mà thôi lo nghỉ ngơi đi điện thoại tắt đen lầm bầm <laughs> suy nghĩ ư cuối cùng chẳng phải tất cả đều là con cờ trong tay ông hay sao tại nhà của huy châu đã qua gần một tiếng thấy nam đã có phần tỉnh táo trở lại huy châu kết lời cậu thanh niên tên cậu là gì Nam giả bộ ngơ ngác nhìn xung quanh, phía sau nam là bốn thằng đàn em của Huy Châu đang khoanh tay đứng chờ đợi. Ngồi đối diện nam là Huy Châu cùng sáu tên khác. Nam nói: "Ờ, sao lại đưa tôi đến đây?" Huy Châu ra hiệu cho đám đàn em rót nước để nam uống, Huy đáp: "Yên tâm, không ai hại cậu đâu. Tôi đưa cậu về đây là để cảm ơn cậu lúc nãy đã cứu mạng." Nhìn cậu không giống những kẻ nghiện ngập khác, lại có chút bản lĩnh, tại sao lại chơi ma túy? Nam khẽ nói. À, tôi tên Nam. Đời tôi còn gì nữa đâu." bố mẹ đều đã mất, một thân một mình. Cũng còn có học đàng hoàng, nhưng chẳng ai chấp nhận. Chỉ có chơi cái này mới giúp tôi không nghĩ về cuộc đời nữa. Huy Châu hỏi, chú mày có nhà không? Nam trả lời, không nhà, không gia đình. Huy Châu mỉm cười, đời anh mày trước nay có ân để nâng, có án báo oán, Hôm nay chú mày cứ mạng anh. Nếu muốn từ hôm nay hãy đi theo anh. Anh sẽ lo cho chú mày cơm ăn áo mặc. Nhưng với một điều kiện, phải bỏ ma túy. Những thứ đó sẽ hủy hoại chú mày dần dần có bản lĩnh thì theo anh. Không sợ không có đất dụng võ. Ý chú mày sao? Nam chưa kịp nói thì một tên đàn em lên tiếng ngăn cản. Đại ca, đại ca không thể nhận một thằng nghiện ngập như thế dưới chứng được. Nó có tài gì khiến đại ca phải xuống nước như thế? Huy trâu lửa mắt khiến tên kia câm lặng Cầm một. Mày có đánh lại được tên nào trong số bọn truy sát ta hôm nay không? Hai chúng mày đều bị đánh đến không bò dậy nổi. Ý tao đã quyết. Còn chú mày... Giờ cho anh câu trả lời. Nam chỉ đợi có vậy. Nam làm bộ mừng rỡ khum núm. Dạ, đại ca, nếu anh đã chiếu cố thì em xin được nghe theo lời anh chỉ bảo. Huy Châu cười phá lên. Ha <laughs> Khá lắm, nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ thu xếp cho chú. Anh có đôi mắt nhìn người đấy. Anh tin chỉ cần chúc mày bỏ được cái món kia, thì sẽ nên người. Đám đàn em của Huy Châu không phục ra mặt. Đây là lần đầu tiên chúng thấy Huy Châu yêu ái một kẻ mới như vậy. Nam cũng nhận ra điều đó, nhưng Nam không để ý, ngược lại còn tỏ vẻ sợ sệt một tin nhắn được nam gửi đến đen mọi thứ đều ổn đen xem xong tin nhắn khẽ cười, <cười> sân chơi này là của chú mày rồi đấy anh cũng đang háo hức chờ xem chú mày sẽ làm gì tiếp theo thằng ôn con nó đấm mình đau quá đi mất chó chết thật <laughs> qua ngày hôm sau nam được huy châu tiếp đãi khá chú đáo đầu tiên huy châu bố trí cho nam một chỗ ở còn về công việc vì chưa biết nam có thể làm được gì nên huy châu có ý muốn để nam làm bảo kê ở một quán ba nhỏ được biết đây chính là quán bar của huy châu giới làm ăn phi pháp luôn tìm cho mình một nghề tay trái kèm ở quán ăn người kinh doanh buôn bán huy châu cũng không ngoại lệ sau nhiều năm lăn lộn giang hồ huy châu cũng có một cơ sở làm ăn chân chính cho riêng mình huy châu nói với nam quán bar nhỏ này là của tao nhưng tránh rắc rối nên tao thuê một thằng về làm quản lý tạm thời trước mắt mày cứ làm ở đây nhìn mày có chút bản lĩnh có lẽ công việc này sẽ hợp có vấn đề gì cứ gọi đến cho tao đây cũng chưa hẳn là điều mà nam muốn bởi mục đích của nam chính là thâm nhập vào nội bộ của thành hưng quán ba của huy châu dường như không liên quan đến thành hưng tuy nhiên không thể vội vã mà lộ rõ ý định ngay được một điều nữa huy châu đã đưa nam đến đây chứng tỏ đối với nam hắn cũng có chút cảm tình nam tự nhủ thôi được trước mắt cứ tạm như vậy đã sau đó từ từ tính tiếp dục tốc bất đạt hiện nay ở cạnh huy châu có nhiều kẻ đang để ý đến mình tốt nhất là mình cứ ngoan một thời gian nam cảm ơn huy châu rối rít em em có đại ca em sẽ cố gắng huy châu nhìn nam gật đầu ban đầu tao định để mày ở lại ba luôn Nhưng như thế thì hơi gò bó với mày chỗ ở cách đây cũng không xa cứ làm tốt tao không để mày thiệt đây là quán riêng nên tao cũng không quản được hết có mày tao thấy yên tâm hơn phần nào nhưng nếu mày còn chơi cái kia tao sẽ đuổi cổ thẳng làm bất cứ việc gì đầu óc phải tỉnh táo mới làm được qua cách nói của huy châu nam thấy gã giang hồ này tuy tàn bạo nhưng hắn vẫn có nghĩa khí có khí chất của một đàn anh chẳng trách đám đàn em của huy châu theo án đông như vậy chỉ thức rằng hắn lại là tay chân của kẻ thù là một máy chém để thành hưng sai khiến nam nói cảm ơn đại ca đã chiếu cố nhưng có thể cho em thu xếp chuyện cũ vài hôm rồi quay lại đây được không ạ huy châu cười. cười tất nhiên là được đây mới là dự tính cho mày thôi còn đương nhiên không phải quyết cái mà làm ngay được cứ thoải mái thu xếp công việc lẫn chuyện cũ cho xong đi khi nào đến đây gọi đến cho tao giờ tao phải đến công ty rồi mày từ lo nhé tiền đây cầm lấy chi tiêu cho những việc cần Huy Châu đưa cho Nam 20 triệu rồi lên xe ô tô đi mất. Nam cầm tiền trong tay khẽ thở dài. Có kẻ như này trong tay, chẳng trách Thành Hưng lại nổi lên nhanh như vậy. Hắn chưa hẳn đã là người xấu, chỉ có điều công việc mà hắn đang làm biến hắn thành người xấu mà thôi. Nam cũng rời khỏi khu vực đó. Bước đầu tiên có thể coi là thuận lợi. Nam quay về ngôi nhà bí mật, trên tường ghim những bức ảnh về Thành Hưng. Vinh Sắt là kẻ bị gạch tên đầu tiên. Cái chết của Vinh Sắt chính là một bước đệm cho kế hoạch xóa sổ Thành Hưng nam đứng nhìn kỹ gương mặt của thành hưng con dao nhọn vẫn còn ghim vào giữa bức ảnh đôi mắt nam lạnh lùng sắc lạnh khó ai có thể ngờ được rằng cái đêm định mệnh đã cướp đi sinh mạng của bố nam lại có liên quan đến thành hưng một truyền tưởng chừng khó tin nhưng đó lại là sự thật ngoạn gã điên loạn dã man không ngại ra tay giết trẻ con và phụ nữ kẻ tham vọng lật đổ lão phiến để chiếm quyền và chính hắn cũng đã bắn chết đại ca của mình vì hắn mà bố nam đã bỏ mạng nhưng có một chuyện rất ít người biết đó chính là kế hoạch bắt cóc nam để uy hiếp ông tuấn mà ngoạn bày ra cho lão phiến thực chất lại là ý kiến của thành hưng một trong những tay chân thân cận của ngoạn nói cái khác chính thành hưng là kẻ chú ý bắt cóc nam nam ấy một kẻ nham hiểm điều đó giải thích vì sao băng đảng của lão phiến sau cái chết của đại ca mặc dù giới chứng ngoạn tên nào cũng thuộc dạng máu lạnh giết người không gớm tay nhưng chỉ có thành hưng làm nên cơ đồ sự nghiệp bởi vốn dĩ hắn là một kẻ bất chấp thủ đoạn. Xã hội đen không thể tránh khỏi chém giết, tranh chấp đổ máu. Những cái đầu của những tên biết nhìn cục diện để rồi đi trước một bước mới là điều đáng sợ. Thành Hưng có suy nghĩ mưu mô, hắn còn may mắn hơn khi có trong tay một con dao cắm sắc lẹm, sẵn sàng chém xà đối phương là Huy Châu. Kết hợp hai thứ đó lại với nhau, bây giờ Thành Hưng manh nha muốn làm ông chủ ở mảnh đất này. Nam khẽ nói, Tao sẽ trả lại cho mày cả vốn lẫn lãi, thằng khốn. Trên người Nam có rất nhiều sẹo lớn nhỏ, trong số đó có không ít những vết sẹo xuất hiện trong cái đêm xảy ra vụ nổ. Nam từng buông bỏ khi mà kẻ giết bố mình đã chết. Nhưng này những vết sẹo ấy lại nhói lên từng hồi bởi tên khốn trong ảnh kia mới là người đáng phải chết. Bất chợt nhìn trên bàn, Nam thấy tấm thiệp của Diễm, mở ra xem, Nam sực nhớ. Ơi thôi chết, mai là sinh nhật của cô ta, mình suýt quên bén đi mất. Cũng may tạm thời không còn chuyện gì nữa. Vừa đúng lúc mình muốn lánh mặt khỏi đây vài ngày, nhân tiền về thăm nhà thắp hương cho ông bà với mẹ luôn lại là bãi biển đó ông trời như đang trêu ngươi mình vậy mà thôi kệ đi đã bao lâu mình không đi dự sinh nhật của một người bạn rồi nhỉ nam tháng buồn bởi lẽ trong số tất cả những người bạn đã học cùng mình từ nhỏ cho tới cấp 3, thì người mà nam nhớ ngày sinh nhật chỉ duy nhất một người đó là trang nhưng giờ mọi chuyện chỉ còn là quá khứ ngày mai nam sẽ quay về nơi đó nơi sinh ra và lớn lên nơi có rất nhiều kỷ niệm đẹp nhưng cũng có quá nhiều nỗi đau. Có lẽ nơi ấy không còn ai mong đợi Nam cả. Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát, vị mặn mặn xen lẫn trong những cơn gió nhẹ, mang theo sự thanh bình, khoan khoái. Đã rất lâu rồi, Nam mới cảm nhận được điều này. Buổi tối, biển trầm lắng hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng lại ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Cách địa điểm tổ chức sinh nhật không xa, đèn hoa được trang trí lộng lẫy, đứng bên ngoài là diễm, cô đang đón tiếp các bạn bè và khách hứa của mình. Hôm nay Diễm diện một bộ váy màu trắng, khoe đôi vai trần trắng muốt mịn màng. Điểm nhấn của chiếc váy chính là đóa hoa hồng bằng nhung đỏ mềm mại, nổi bật, mái tóc được tạo kiểu đầy quý phái sang trọng. Có vẻ như Diễm đang đảo mắt xung quanh chờ đợi một ai đó. Bằng một sự cảm nhận tinh tế hay đó có thể là người ta còn có cảm giác giác quan của phụ nữ. Nam vừa xuất hiện thì Diễm đã nhìn thấy ngay. Cô quay lại nói với bác Thái quản gia điều gì sau đó cô bước nhanh về phía nam với gương mặt rạng rỡ xinh đẹp bản thân nam cũng sững người khi đối diện với diễm hôm ở monaco diễm đẹp một cách quyến rũ cô đốt mọi ánh nhìn của những nam nhân có mặt khi ấy thì hôm nay diễm như một nàng công chúa một cô tiểu thư đích thực nam thấy tim mình đập loạn nhịp bởi ánh mắt bởi nụ cười say đắm bất cứ ai khi nhìn vào nam cố gắng lấy lại bình tĩnh sau phút giây sao xuyến tôi tôi đến rồi diễm cười tươi đáp mừng vì cậu đã đến. Lại đây nào, để tôi giới thiệu cậu với những người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Cô gái lớn hơn Nam ba tuổi bạo dạn nắm lấy bàn tay của Nam, rồi nhẹ nhàng kéo đến nơi bác Thái đang đứng chào đón khách. Giây phút ấy đã khiến cả hai đỏ mặt, nhưng Nam cũng không rút tay ra. Mềm quá, tay cô ta thật nhỏ. Bác Thái khá bất ngờ. Thì ra người mà cô tiểu thư nhỏ bé của bác đợi đến đứng ngồi không yên là cậu trai này. Nam hôm nay cũng không có đồ gì mới. Nam mặc nguyên bộ vest hôm đến Monaco. Khi cặp đôi này sánh bước bên nhau, giữa ánh đèn bên cạnh bờ biển họ là một bức tranh hoàn hảo cô gái kiều xa xinh đẹp chàng trai lịch thiệp trong bộ vest đen nhưng phong thái cứng rắn mạnh mẽ nhất là với vết sẹo dài kéo xuống bên mắt trái ai nhìn vào cũng cảm thấy nan bụi bặm khi nam đưa mắt nhìn ai thì họ lại như bị áp đảo cúi mặt hoặc quay đi chỗ khác diễm giới thiệu với bác thái bác thái đây là nam là người đã giúp đỡ cháu hôm xảy ra vụ cướp bác thái hắng giọng <laughs> tiểu thư kìa chỗ này đông người diễm nhìn theo ánh mắt bác thái má cô ửng hồng bởi tay cô vẫn đang nắm lấy tay của nam nam cúi đầu tớ chào bác diễm vẫn còn ngại cô giới thiệu tiếp đây là bác thái quản gia của nhà chúng tôi bác thái đã sống cùng gia đình tôi từ khi tôi chưa sinh ra bác cũng như người thân trong gia đình của tôi bác thái cũng nghiêng mình chào nam bác nói tôi đã nghe tiểu thư kể về việc cậu đã giúp cô ấy thay mặt gia đình thay mặt ông chủ tôi cảm ơn cậu rất mừng vì hôm nay cậu đã đến đây quay sang diễm bác thái tiếp khách khứa cũng đã đủ bên trong cũng đã sắp xếp xong xuôi chỉ còn đợi tiểu thư thôi ạ à. diễm mỉm cười lát tôi phải lên nói vài lời nhưng tôi sẽ xuống ngay cậu à không bác thái tiếp nam hộ cháu một chút nhé bác thái khẽ gật đầu tiểu thư yên tâm tôi biết phải làm thế nào bác thái dẫn đường cho nam vào bên trong nhẹ nhàng bác thái kéo ghế ngồi rồi mời nam ngồi ngay khu vực bàn đầu tiên bàn này cũng chính là bàn của diễm vợ bác thái tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy nam bác thái giới thiệu sơ qua ban đầu vợ bác thái hơi lo nhưng khi nghe chồng kể đây chính là người đã giúp đỡ Diễm thì bà vui lắm. Hai vợ chồng bác Thái cùng đang ngồi xuống, phía bên trên sân khấu lung linh. Diễm đứng đó chuẩn bị nói đôi lời trong ngày sinh nhật trước bạn bè và quan khách. Cảm ơn tất cả các bạn và quý vị khách quý đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Ở bên dưới vợ bác Thái khẽ hỏi chồng, sao ông chủ vẫn chưa đến? Bác Thái khẽ lắc đầu, tối nay ông chủ không về kịp đâu. Năm nào tôi cũng tổ chức sinh nhật. Cuộc sống của chúng ta nếu cứ diễn ra trên một đường thẳng, lặp đi lặp lại, sẽ có lúc chúng ta cảm thấy nhàm chán. Cũng như sinh nhật vậy, mọi người ở đây đang vui vẻ chúc tôi già đi thêm một tuổi. Tiếng cười bên dưới vang lên sau câu nói hóm hình của Diễm, Diễm tiếp tục. Nhưng năm nay tôi biết, sinh nhật của tôi sẽ vô cùng ấm áp, hạnh phúc vì tất cả các bạn đã có mặt ở đây. Xin cảm ơn. Happy birthday! Tiếng chúc mừng sinh nhật đồng loạt vang lên kèm theo những âm thanh cụng ly len keng của quan khách. Trên sân khấu, tiếng nhạc vang lên, một chiếc bánh gato rất lớn được phục vụ đưa ra ngoài, đèn phụt tắt chỉ còn ánh nến lay động diễm nhắm mắt cô im lặng cầu nguyện điều gì mở mắt diễm thổi nến trong tiếng chúc mừng reo vang của mọi người nam đứng dưới cũng vỗ tay theo tất cả thì ra đây là sinh nhật của một cô tiểu thương giàu có ánh đèn được bật lên lúc này nam mới chú ý những người đến dự sinh nhật của diễm ai cũng sang trọng họ khác hẳn với tầng lớp bình thường bộp cái vỗ vai của diễm khiến nam quay lại diễm cười kệ họ đừng quan tâm đến họ uống nào hôm nay sinh nhật tôi đấy nhé cậu phải uống với tôi nhìn bàn lúc này chỉ có vợ chồng bác thái diễm thoáng buồn bác thái cũng biết bèn nói tiểu thư ông chủ diễm cười không sao đâu bác cũng đã hai năm nay rồi còn gì năm này tôi dẫn cậu đi giới thiệu với một vài người bạn đại học bác thái tiếp khách cho cháu nhé diễm khẽ nháy mắt bác thái nhìn về phía hội quan khách sang trọng kia kéo tay nam đi diễm thì thầm tôi vẫn thích không khí ở monaco hơn hồi bạn đại học khi thấy diễm đến họ rất rượu rồi chờ đợi bởi diễm không đi một mình mà còn có cả một người đàn ông điều này quá đỗi bất ngờ nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ nhất trong số những người đó nam đã nhìn thấy một người người đó cũng vậy hai ánh mắt chạm nhau khiến cả hai sững sờ một người trong đám bạn học của diễm thốt lên ơ kìa cậu này có phải là người mà chúng mình đã gặp ở phố đi bộ không hả trang trang im lặng không trả lời bởi ánh mắt của cô lúc này đang nhìn vào đôi bàn tay nắm lấy nhau từ phía cô tiểu thư nhà giàu và nam Nam cũng nhận ra người vừa nói chính là bạn trai của Trang mà Nam gặp hôm ở bờ hồ. Tiếng sóng vỗ rì rào, nhưng dường như trời càng chuyển về đêm thì mặt biển lại chứa đựng những điều đầy bất ngờ. Vậy là mọi người biết nhau à? Chán thế, đang định giới thiệu để mọi người bất ngờ. Diễm xị mặt nói. Vượng mỉm cười, anh ta đưa tay ra và ý muốn bắt tay Nam rồi nói: "ơi, à, cũng không hẳn là quen biết. Lần trước tôi có gặp cậu ấy ở phố đi bộ trong một vụ ẩu đả. Chào cậu, tôi tên là Vượng, rất vui được biết cậu." nam cũng đưa tay ra bắt lại nhưng ánh mắt nam không chú ý đến vượng bắt tay xong đột nhiên cả trang và nam cùng đồng thanh hỏi sao cậu lại ở đây vượng chăn mắt nhìn bạn gái em với cậu ta có quen nhau phải không trang trả lời dạ vâng chúng em là bạn học cấp 3, nhưng đã nhiều năm không gặp rồi hôm nay thấy cậu ấy xuất hiện ở đây em hơi bất ngờ bởi cậu ta không có nhiều bạn cho lắm trang vẫn chú ý đến cử chỉ của diễm và cô cảm thấy khó chịu khi hai người họ dường như rất tình cảm diễm vốn thông minh không khó để cô nhận ra giữa nam và trang có vấn đề bởi từ khi hai người gặp nhau cả hai đều lộ rõ vẻ lúng túng diễm mỉm cười cô khẽ nói đúng là hữu duyên hai người là bạn học từ thời cấp 3. hôm nay gặp lại nhau trong bữa tiệc này chẳng phải rất tuyệt vời hay sao thôi thì cứ để mình giới thiệu lại đây là nam một người rất quan trọng đối với mình à còn đây là vượng một trong những người bạn học cùng đại học với tôi kế bên là vượng tiếp à chắc diễm quên đây là trang bạn gái của tớ trong lần họp lớp năm ngoái tớ cũng đưa Trang đi cùng, nhưng mà hôm ấy đến sau nên chưa kịp giới thiệu với mọi người. Diễm nhìn Trang cười. Chào Trang, mình là Diễm, cảm ơn Trang đã đến đây ngày hôm nay. Trang vẫn còn đơ khi ban nãy cô tiểu thư xinh đẹp này nói Nam là người rất quan trọng với cô ta. Có chút gì đó ghen tị nơi Trang, nhưng lúc này cô lấy lý do gì để mà ghen khi mà cô cũng đang đứng cạnh một người đàn ông khác. Chưa kể đến nếu do tất cả mọi mặt ngay tại thời điểm này đây, cô không thể bị được với đại tiểu thư quyền quý sang trọng cũng vô cùng xinh đẹp trang có phần bối rối chào chào chị nhận thấy ánh mắt của trang vẫn đang nhìn nam diễm khẽ quàng tay vào tay của nam rồi nói đi thôi bên kia vợ chồng bác thái đang đợi chúng ta chắc hẳn hai vợ chồng bác ấy đang rất tò mò về cậu họ đều là người tốt quay lại diễm nói với vượng hai bạn cứ tự nhiên nhé bọn mình ra đây một chút nói xong diễm đưa nam quay trở lại bàn của mình trang cũng lập tức quay đi vượng hỏi kìa em làm sao đấy mới đây còn vui vẻ cơ mà trang đáp em thấy hơi mệt chắc có lẽ do gió biển khiến em cảm thấy lạnh anh đưa em về được không vượng thấy có phần khó xử bởi lẽ bữa tiệc bây giờ mới chính thức bắt đầu bảo vệ ngang chừng thế này là không phải đối với diễm nhưng cũng không còn cách nào vượng tiến lại gần bàn diễm anh nói ờ xin hỏi diễm nhưng có lẽ mình phải về thôi bạn gái mình không được khỏe gần đây sức khỏe cối hơi yếu có lẽ cảm lạnh mất rồi chúc diễm ngày càng xinh đẹp và thành công nhé hy vọng sẽ sớm có mặt tại một bữa tiệc của diễm nhưng không phải là tiệc sinh nhật nữa bắt tay nam một lần nữa Vượng vội giả bước ra ngoài sành, nơi Trang đang đứng đó đợi. Nam khẽ nói, một người đàn ông thông minh. Diễm mỉm cười. Đúng vậy, cậu quả có con mắt nhìn người. Vượng tốt nghiệp đại học với số điểm cao nhất đó. Một người đàn ông lịch sự, thông minh và rất ngoan. Gia đình Vượng cũng có cơ sở. Tuy không đến mức là một thiếu gia, nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Cô bạn của cậu không chọn nhầm người đâu. Bỏ cả tiêu của bản thân để đưa người yêu về, không phải ai cũng làm được. Nam đáp. Cô vừa nói những điều mà nếu tôi là một cô gái có lẽ sẽ dễ nghe hơn định. Nhìn đồng hồ mới chỉ gần 8 giờ tối, bữa tiệc long trọng tráng lệ đông vui, đồ ăn thức uống tuyệt hảo, nhưng Nam cảm thấy không thoải mái. Nam nói với Diễm. Tôi cũng đã đến đây rồi, cũng đã nhận lời cảm ơn của cô cùng với mọi người, giờ tôi phải đi đây. Diễm kéo tay Nam lại hỏi, nhưng anh chưa tặng quà cho tôi mà. Điều này đúng, Nam quên khuấy mất chuyện tặng quà, mà đúng hơn Nam không biết phải tặng gì, cũng không nghĩ đến sẽ bị đòi quà như thế này. Nam ấp úng, xin, xin lỗi, nhưng Tôi sẽ gửi quà cho cô sau được không? Diễm mà mãnh trả lời. Cơ mà tôi sinh ra trong ngày hôm nay. Nhìn Nam chưa biết phải làm sao thì Diễm đã nói tiếp. Nếu không có quà thì anh phải làm cho tôi một việc, được không? Coi như đây chính là món quà mà anh tặng cho tôi. Nam bị đưa vào thế khó. Nam hỏi. Việc gì? Nếu không phải chuyện gì quá đáng tôi sẽ làm cho cô. Nói đi. Diễm bước lại gần Nam rồi khẽ nhón chân lên. Cô thì thầm vào tai Nam. Yên tâm đi. Chuyện này tôi chắc chắn cậu làm được. <laughs> hơi thở ấm áp của diễm đang khẽ phà nhẹ vào vành tai khiến nam bồi hồi nam chưa thể nghĩ ra cô ta sẽ yêu cầu điều gì nhưng rõ ràng cô gái này khác hẳn với những người con gái mà nam được gặp trước đây cô ta bí hiểm nhẹ nhàng nhưng lại khó hiểu một cách khiến cho người khác tò mò diễm khẽ nói hãy đưa tôi rời khỏi bữa tiệc này cũng như cậu tôi đang phải cố gồng mình để vui vẻ đưa tôi rời khỏi đây đó chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất ngày hôm nay nam đứng hình trước yêu cầu của cô tiểu thư lắm chiêu này bữa tiệc sang trọng đông đủ những người giàu trong giới thượng lưu. Vậy mà khi tiệc mới chỉ bắt đầu được 20 phút, chủ nhân của bữa tiệc đã muốn bỏ trốn. Nhưng đây là việc mà Nam có thể làm. Thay cho chuyện quên quả sinh nhật, Nam trả lời. Được, tôi sẽ đưa cô đi. Diễm cười rạng rỡ cô không giấu nổi sự vui mừng, nắm tay Nam. Diễm làm bộ ra dấu im lặng Đúng lúc này ánh đèn thay đổi. Để thực khách có thể khiêu vũ, Diễm kéo Nam đi ra đối cửa sau, cô nói <laughs> đi đường này để tránh bị phát hiện nam hỏi vậy còn bữa tiệc diễm cười họ đến đây là vì bố tôi chứ có phải là vì tôi đâu Kệ họ đi bác thái sẽ biết cách giải quyết hôm nay là sinh nhật tôi tôi muốn được tự do cộp tiếng guốc của diễm vừa bị gãy do cô bước mạnh xuống bậc thềm nhưng rồi diễm quẳng cả đôi guốc đi cô còn xé luôn cả phần váy loè xòe vướng víu rồi buộc chúng lên cao hơn cho dễ đi nam nhìn diễm phì cười bởi chẳng có cô tiểu thư đại các nào lại làm như vậy nhưng lúc này nhìn diễm dễ thương vô cùng nam gật đầu nói chúc mừng sinh nhật chúng ta đi nào tiếng động cơ của chiếc xe phân khối lớn nổ vang cả một khoảng sân bác thái chạy ra ngoài nhìn nhưng cách đó một đoạn chiếc xe đã phóng đi mất dạng chỉ còn thấy bóng một cô gái mặc váy trắng ngồi sau mà thôi nam hỏi diễm bây giờ cô muốn đi đâu diễm ôm chặt lấy nam rồi hét lớn đến một nơi thật yên lặng được chứ chụp mũ bảo hiểm xuống che kín khuôn mặt nam khẽ cúi người Đếch xe lao với một vận tốc lớn như đang xé tan sự trầm nắng của bãi biển trải dài vô tận. Cô tiểu thư đang khẽ nở một nụ cười hạnh phúc trong ngày sinh nhật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Di Kẻ 3, Sóng Ngầm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.